trước đó, là anh Chín sẽ chia sẻ với chúng ta về vấn đề những cái lưu ý cần thiết về sinh lý cây khi chúng ta trồng trong trồng. Rất thông cảm với anh Chín, rất cảm ơn anh Chín thông cảm vì sao? Bởi vì anh phải đưa con đi thi trên cái thời gian để chuẩn bị nó cũng không được nhiều. Và đã cố gắng từ Sài Gòn về thẳng đến đây để gần gũi anh em chúng ta và chia sẻ. Chứ ít nhiều chúng ta cũng có cái cơ hội để anh Chiến cho chúng ta những cái lưu ý cần thiết về vấn đề sinh lý cây khi chúng ta trồng cây trên trồng. Xin mời anh Chiến. Vâng, xin chào cả, để đảm bảo sức khỏe, sức khỏe có một cái buổi hội ngồi rất là vui vẻ. Rất tiếc là trong mấy ngày vừa qua thì tôi cùng nhân hùng mặc quần da rồi, nhưng mà tại vì công việc sao lại còn con còn trẻ quá nó đi thi 7 ngày thì mình cũng phải lắm luôn đứng với nó. Hôm nay thì cũng cố gắng đến đây để gặp và trao đổi một số cái thông tin để có trao đổi tôi về vấn đề là khi chia sẻ những cái nhân khẩu về sinh lý ảnh hưởng khi cây trồng trong chậu. Thực ra cái này thì kinh nghiệm tại anh thì đã đầy ở trong người rồi. Nhưng mà thực ra đó là cái vấn đề thực tế, còn trên dự kiến thì có những rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm đối với cây trong con chậu. Thực ra tại sao trồng cây trong chậu với cây trong đất nó khác nhau cái gì? Thì rõ ràng cây trong chậu thì với một cái lượng giá thể nó rất là ít, và thậm chí tùy theo cái yêu cầu của tác phẩm mà cái mục đích của tác giả đạt đến cái đỉnh cao của nghệ thuật thì người ta hạn chế tối đa cái lượng giá thể trong chậu mà cây được tồn tại được. Cái đó là cái điều kiện rất là vậy thì cây trong chậu và cây ngoài đất nó khác nhau ở chỗ là bị giới hạn về không gian sống, nhất là về cái thành phần giá thể. Thì khi nó giới hạn rồi thì bắt buộc nó phải tìm mọi cách để sinh tồn. Nó tìm cách nào? Tìm cách nào ở trong điều kiện tự nhiên á, thì nó hệ thể của nó tự phát triển và nó đâm ra để nó tồn tại. Còn trong chậu thì nó chỉ có bỏ quanh ở trong chậu, thậm chí có những cái biển hoặc là trơ đó. Thế nhưng mà nó vẫn bỏ được, nó đủ thì nó cần gì? Chắc chắn là phải có dinh dưỡng, đó là yêu cầu cần thiết đối với cơ thể sống, đối với thực vật. Thì hai cái yếu tố, ba cái yếu tố quan trọng nhất là nước, dinh dưỡng và đường ánh sáng. Đây là những yếu tố để đưa cây nó đảm bảo được sức khỏe. Thì vấn đề ở đây tôi xin trao đổi với các anh ở đây là có lẽ là tôi nói ngắn gọn thôi, rồi sau đó các anh có thể có những thông tin gì đó cùng chia sẻ. Trong cái vấn đề tôi cho một cái chủ đề gọi là những nhân tố ảnh hưởng đến sức khỏe của cây cảnh trong trồng trọt. Chủ đề là có thể như vậy, và các anh cùng nhau chia sẻ rồi có thể mạng đàm trao đổi thông qua đó trên cơ sở sinh lý về thực vật. Tôi có những hiểu biết riêng thì cùng chia sẻ nhau thì nó sẽ tiện hơn và nó sẽ sinh động hơn. Chỉ còn nói qua lý thuyết thì đôi khi nó cũng nghiêm ngang lắm và nó không đáp ứng được yêu cầu của cả. Cho nên ở đây tôi xin trao đổi một cái chủ đề như vậy. Thì trước hết tôi xin nói qua năm cái nhân tố mà tôi cho rằng tôi góp lại năm nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe cây cảnh trong trồng trọt. Cái thứ nhất là nước, chế độ tưới nước. Cái thứ hai là chế độ dinh dưỡng. Cái thứ ba là giá thể, tức là cái thành phần giá thể đổi tới sử dụng. Cái thứ tư là cái lượng ánh sáng, ánh sáng. Cái thứ năm là cái tình hình về nhiệt bệnh bên ngoài. Bên đây là không phải bệnh dinh dưỡng, là nó thuộc về cái thứ hai, tức là về dinh dưỡng rồi. Cái thứ năm đó là về cái sức ảnh hưởng đến sức khỏe, tức là tình hình sâu bệnh đó. Vậy bây giờ mình nói cái yếu tố thứ nhất, chế độ nước tưới. Đi qua từng cái tiêu chí của
cái ảnh hưởng về sức khỏe, cái cảm tưởng trong trào. Cái chế độ nước tưới thì các bạn thấy rồi, đối với một cái loài cây mà khi trồng trong trào nó cạn bên ngoài, bởi vì nó hạn chế là không gian dinh dưỡng ở bên trong trào, thì trào cây càng to là càng nhỏ, trầu nó càng nhỏ và lá không càng nghèo được, thì cái lượng nước nó càng trầu càng cạn. Vậy thì làm thế nào để cho đáp ứng được cái lượng nước tưới để cải tạo? Cái nguyên tắc đầu tiên là ta tưới nước hợp lý. Thì có lẽ đây ai cũng biết là tưới nước hợp lý. Thế nào gọi là tưới nước hợp lý? Hợp lý tưới nước vừa đúng vừa đủ là hợp lý. Đúng có nghĩa là tưới đúng thời vụ, thời điểm tưới, không tưới vào buổi trưa nắng. Tại sao không tưới buổi trưa nắng? Những cái góc độ đó chúng ta làm được, tôi chỉ có gợi ý vừa qua vậy, rồi anh em có thể cùng nhau trao đổi thì nó dễ hơn, và dài dòng cũng không thời gian của tưới đủ. Tưới đủ tức là lượng nước tưới vừa đủ ấp độ để cho cây sinh trưởng, bởi vì thiếu nước thì cây nó sẽ bị héo, tức là đến cái mức là héo lá tạm thôi, thì khi đó cái ngưỡng đó nó sẽ phục hồi lại, nhưng mà khi héo lá miệt thì cây nó sẽ chết. Thì vậy khi chúng ta phải hiểu biết đến cái ngưỡng gọi là héo lá tạm thôi thì lo mà tưới liền, chứ không thì như vậy thì mỗi loài cây nó có cái nhịp điệu khác nhau tùy theo cái mức độ cây chịu hạn, cây chịu nước càng có cái chịu. Cái thứ hai, cái quan trọng cái cây trồng trồng là cái lượng nước tưới vừa phải không bị thừa. Nếu thừa thì cây sẽ bị ốm và có trường hợp thì cây nó bị chết. Cây thừa nước dễ chết hơn là cây thiếu nước, cho nên để nhất là vào mùa mưa đối với những cây trồng trầu thì chúng ta quan tâm là cái nước ở trong trầu nó đọng lại thì cây nó dễ bị ốm và cây sẽ suy thoái ảnh hưởng đến sức khỏe. Nước thì bây giờ chúng ta bàn đến nước, cái nguồn nước là thế nào, đấy là cái nguyên tắc của nước là phải sạch rồi. Vậy thì sạch là thế nào là sạch? Ở đây chúng ta có thể định dạng mấy cái loại nước: nước mưa, nước diễn khoan, nước máy. Đấy là những cái nguồn nước mà chúng ta hiện nay được sử dụng. Thì theo tôi khuyến cáo đối với những cái loài mà nó dễ tấn nước thì nó có thể sinh trưởng tốt, hoặc là những cái tạp phẩm mà mình rất là quan trọng thì mình lưu ý đến nước nó đào ở diện sâu ở cái tầng nước ngầm, thì khi lên chúng ta không nên tưới ngay, bởi vì trong đó có những cái độc tố, những cái khí độc tố trong đó nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và cái nguồn nước máy, cái nguồn nước máy mà cung cấp thì trong đó cái hàm lượng của xỉ thủy raven thì có cái hàm lượng clor cao, cho nên á bắt buộc chúng ta khi mà sử dụng cái đó chúng ta phải bơm lên hồ chửi ra cái hang của cái hồ để cho nó oxy hóa thì nó sẽ được hồ cái đó được quan tâm đến. Đôi khi những cái tác phẩm chúng ta rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà có những cái rất là nhỏ nhặt vậy nhưng mình không hiểu tại sao, thì chỉ những cái đó chúng ta nên để ý thận trọng một tí. Thế không đôi khi những cái tác phẩm mà nó cứ dồn vào, chưa nói là cái tôi sẽ nói đến cái dinh dưỡng, cái thứ hai là dinh dưỡng cho cây trồng. Thì có nguồn dinh dưỡng thì cũng như là nước, tức là dinh dưỡng bổ sung vào cho cái thành phần giả thể này, thì nó vừa bón phân thì gọi là bón phân thích hợp. Thì thế nào là thích hợp? Thích hợp là cái lượng phân phải cho nó đúng là đúng cả liều lượng, đúng cả nồng độ, đủ là đủ cả chất dinh dưỡng trong đó, không thừa không thiếu. Vậy thì chúng ta làm thế nào để biết đích thừa đích thiếu? Thì chắc chắn khi mà chúng ta đưa cái đích vô giả thế thì bắt buộc chúng ta phải có những cái thành phần dinh dưỡng đó tương đối đạo yếu phần.